Ở không bao lâu rồi? Dạ còn mấy tháng nữa là được 9 năm rồi chị. Sao ế là... tôi mất mình tính tháng tính ngày luôn. Trong nhà hàng ai cũng nói là em là kỹ sạch sẽ, làm cái gì cũng phải chắc chắn. Bạn trai đầu tiên chở em mà phóng qua một cái ngã tư đầy xe tải. Em chửi người đó mày chạy kiểu gì thế hả? Xong rồi chia tay luôn. Em tên là Hồ Quốc Quốc, quê quán là Quảng Ngãi. Hiện tại sinh sống ở Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một. Chuyên về nấu ăn, món hải sản. Quốc tức là Quốc là đầu bếp hả? Không, em chỉ trợ lý cho anh đầu bếp kia. Coi như em nấu được đúng không? Em nấu được. Như là bếp phụ ha? Bếp phụ. Dạ, bếp phụ. Bao nhiêu tuổi rồi? Phụ bếp. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào dạ, em. Chào quý khán giả và dạ, em chào anh Quốc ạ. Dạ, em chào em. Tên là Nguyễn Lê Hoài My. Hôm nay em 34 tuổi. 34 tuổi. 34 tuổi. Trời ơi, trẻ măng, nhìn tưởng là 24 à. Em quê quán em ở thành phố Hồ Chí Minh và hiện em ở đây luôn. Hiện nay đang bán tạp hóa tại nhà. Nhà mình kinh doanh gia đình mình trong gia đình mình luôn. Dạ. Em ở với ba mẹ hay ở với ai? Dạ em ở với bà ngoại và dì. Ủa bán ở đâu My? Dạ em bán ở bên đường Phan Văn Hớn này nè anh. Dạ. Ồ vậy quận 12 đi Bình Dương cũng dạ, gần á. Ngay ngay chỗ quán cầu á. Lá Thiêu là băng qua tới. Đúng rồi. Em hay uống cà phê đó. Ủa vậy đó hả? Dạ. Kia điểm mạnh của em là em sống rất là hòa đồng với mọi người, em rất là thương người. Công việc thì em rất là kỹ lắm. Trong nhà hàng ai cũng nói là em là kỹ sạch sẽ và người là sống thoáng, làm cái gì cũng phải chắc chắn. Mà điểm yếu của em hay ghẹo người ta vậy. Ghẹo cho vui thôi. Ghẹo cho vui nhưng đúng mà người rồi. Ta công việc của em làm mà chưa có đạt thì em phải làm lại, rồi bắt mấy đứa em làm lại người ta nói em khó. Vậy thôi chứ em làm nghiêm chỉnh trong việc làm ăn đúng không? Dạ. Còn ghẹo người ta không sao đâu, ghẹo vui. Thì nào ta chửi là không ghẹo nữa. Dạ. Anh cũng hay ghẹo bị chửi hoài. À. Có em có cái tật xấu gì không? Em hay coi phim phim gì? Phim kiểu như là phim về kinh dị. Phim Mỹ bắn và súng. Tật xấu coi phim tưởng đâu có gì. Kinh dị không sao. Nhưng mà coi khuya quá như nhà mà phiền. Không sao, coi phim đó không sao đâu, nhưng mà coi kinh dị nhiều quá đầu óc mình nó cũng kinh dị lắm. Mỗi mốt em bắt lên kiếm cái phim Đồng Tiền Xương Máu hay là Giao Thời để em coi. Thấy không, nó nhẹ nhàng nhá. Rồi mời bạn nữ. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì em? Dạ ưu điểm của em là rất chân thành với mọi người. Trong nhà thì có chuyện gì là em có mặt trên từng cái số. Nói chung là mình là sống là vì mọi người đúng không? Dạ. Vậy thì mình có cái yếu điểm gì không? Nóng tính lắm chị. Hay mà như là làm cái gì sai á, mà thay vì như có những người góp ý một cách nhẹ nhàng thì em lại nói nè, ừ sai gì đó mốt đừng làm vậy nữa, tôi không thích vậy. Coi như là đi thẳng vô mặt ta luôn vậy đó. Thẳng tính quá không tốt đâu My ơi. Dạ dạ thì đó thầy cũng thẳng tính quá nên giờ mới ngồi đây nè. Không sao, cái đó em có thể dung hòa với bạn gái được. Được rồi. Không sao. Ngoài cái đó ra còn biết cho những cái tài lẻ gì nữa không? Hát. Thích đi hát ca cổ với chụp hình. Dạ. Lên câu giọng cổ thôi coi My. Dạ. Chơi luôn. Anh với chị với bạn với khán giả vui lòng bình tĩnh lắng nghe em hát. Bình tĩnh, rất bình tĩnh. Đám cưới đầu xuân hôm nay mọi người ai ai cũng đều vui tươi hớn hở. Nhà gái nhà trai vui đùa rộn rã, tiếng pháo rền vang vui vẻ tưng bừng. Cô bác gần xa nâng ly rượu chúc mừng. Ôi cảm xúc thiêng liêng trong ngày hôm lễ, bao cảm xúc chào dân một niềm vui khôn tả. Em học hát từ lúc nào vậy My? Hồi nhỏ thích đi nghe với ngoại rồi cái hát theo băng cassette thôi à. Ngưỡng mộ nghệ sĩ cả lương em nào. Em nghe băng cassette đó nha, cái băng nó nhão khó học hát lắm. Dạ không, tại lỗi của em chứ phải lỗi của cái băng cassette. Được, lỗi của em. Sao Quốc, vui không Quốc? Thì vấn đề cái ca cổ giao viên rồi đó, em cũng thường hay nghe thích. Nhưng mà thích hát không? Hát rồi đôi khi em vô karaoke biết hát được. Nhưng mà cái giấy thử lên câu giống bên kia. Như chưa từng có những phút lìa xa, giờ vương vai anh khóc hoài, như con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em từng đêm những giây cuối cùng, suốt cuộc đời anh không quên chân tình dần hết cho em. Quá dữ, quá dữ. Em gái thấy anh Quốc hát được không?
Dạ hay hơn em nhiều. Hay hơn em. Em cũng hay nói nữa. Nói chung là hai bạn học chung thầy á. Rồi, tuyệt vời. Tình trường của em như thế nào? Dạ em thì có hai mối tình. Bạn trai đầu tiên không có tạo cho mình cái cảm giác an toàn khi ở bên bạn đó. Chứ bạn đã chở em mà phóng qua một cái ngã tư đầy xe tải. Và bên mình thì đèn đỏ, bên em là đèn đỏ. Bên người ta xe tải đang đèn xanh. Còn có mấy giây nữa là đèn xanh, người ta chuẩn bị chạy. Thì chỉ biết xe tải mà nó đâu có nhường ai. Xong họ, người đã chở em bằng cái xe của em mà phóng một cái dèo. Rồi sao nữa? Xong mà xe tải thắng một cái két. Xong mà người ta lòi đầu ra, người ta chửi em. Xong em chửi người đó, mày chạy kiểu gì thế hả? Xong rồi chia tay luôn. Dạ nhanh chóng rồi em đuổi mọi người đó xuống xe rồi em lấy xe em chạy về. Rồi. Quốc. Mai mốt chở cô ấy chạy chậm chậm thôi nha. Thấy ba chạy xe rất là đàng hoàng. Nếu mà có gì cô quay của nó mày chạy về hả mày? Ủa rồi ở không bao lâu rồi? Ở không cũng được 8 năm rồi chị. Dạ còn mấy tháng nữa là được 9 năm mà chị. Sao ế lâu? Ế tới mức mà tính tháng tới ngày luôn. Lý do tại sao ế dài đằng đẵng tới 9 năm? Tập quá cũng nhiều người mua đồ lắm chứ. Dạ đúng rồi chị, nhưng mà cái chỗ của em á là người ta có cái quy định là chỉ có cho vợ chồng mướn thôi. Nên là tới mua tạp quá cũng là đàn ông có vợ không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ muốn bữa nay muốn tìm một người như thế nào? Ngoại hình á. Ngoại hình? Giống nghệ sĩ idol của Lộc em. Vũ Linh. Anh Vũ Linh cải lương á hả? Chính xác. Mệnh bệnh giống Vũ Linh không? Bên đây không giống Du Linh, giống Du Nữ chút. Nhưng mà em thấy dáng dốc này kia cũng giống giống Du Linh em gái hả? Dạ không, đời không như là mơ mà anh Linh. Chào chị Cát Tường. Dạ. Đời không như là mơ. Dạ em biết mà, em biết đời không như là mơ. Mẫu người lý tưởng của anh sao? Bình thường á chị. Cỡ mà chỉ 10 thì mà bạn gái em cỡ 5 được 6 rồi. Rồi. Mập ốm cao thấp. Thì gọn gọn như chị thôi được thôi. Bây giờ cưới về mình sống ở đâu? Mình nơi nào sống được, làm ăn được thì em sẵn lòng đến với cô đó thôi. Ở rể được không? Dạ ok luôn. Rể không? Dạ bắt rể. Nuôi nổi không? Nuôi. Thì nuôi có luôn. Sẵn cái quán đó rồi, hai vợ chồng cứ ăn cái quán đó thôi. Trời đất ơi, ăn rồi sập cái quán rồi sao trời. Anh không cần nuôi đâu em. Anh là một người nhạy cảm trong vấn đề ở Sài Gòn này. Anh rành đường xá đi buôn bán làm ăn dễ thôi, không có gì đâu em. Rồi tôi ủng hộ bạn. Dạ. Đời không như ước mơ. Dạ em chào anh. Ước mơ chỉ là mơ ước. Ai chào anh gái dễ thương. Dạ, em chào anh. Nói chung là cũng tròn tròn tại bán quán mà ha. Nhìn dễ thương chứ không đến mức như giọng nói như nãy em tả đâu. Dạ. Em nghĩ rằng hai người hợp đó. Dạ. Nhưng nếu mà được thì anh bước tới em chấp nhận bao lâu? Cưới gấp đi anh, cưới gấp đi anh. Cưới gấp đi anh. Gấp ha. Em có dự định định tương lai em ngoài cái bán quán em còn làm gì nữa không? Nào giờ em chỉ biết buôn bán thôi à. Buôn bán là hợp với anh này đó. Dạ. Hợp lý đó. Dạ. Rồi, đàn trai thấy đàn gái cũng ok. Có hoa tặng em. Dạ, chúc em tươi đẹp và như hoa. Dạ. Em cũng có một món quà em tặng cho anh. Dạ. Em nói trước hay anh nói trước? Anh nói trước. Mới gặp anh em thấy làm sao? Em nhận xét về bên ngoài anh trước nha. Dạ, anh trước rồi. Anh đẹp trai quá. Anh đẹp trai quá. Đẹp trai. Dạ, cảm ơn em. Nhưng mà đẹp trai không mang lại cho mình được gì đâu em. Phải có tài. Dạ, đúng rồi. Dạ. Anh nói chung là đẹp thì chấm trước rồi. Dạ. Em thì cũng biết làm việc nhà, rồi em cũng biết nấu ăn. Nói với anh thì anh rất mọi người nhận xét anh là hiền. Thì năm nay 40 tuổi thì nói chưa yêu ai, chưa vợ thì nhiều người cũng sợ ông này giống BD. Nhưng mà anh là một người man, là đàn ông đích thực. Nhưng mà anh có duyên nhưng mà chưa có nợ. Cực quá anh cũng rất là rành. Anh có thể là về giao hàng cho em, rồi mở thêm một cái gì để làm phát triển hơn nữa. Anh có vợ không? Quan trọng nổi ảnh lần đầu tiên nhìn thấy em cảm nhận em như thế nào? Anh cảm nhận về ngoại hình và tính cách của em như thế nào anh? Em có sức khỏe. Có sức không? Khỏe. Có hàm răng rất là đẹp. Yeah. Anh thấy em rất là dễ thương. Hồi nãy giờ anh nói em nói chuyện bên kia giống như chắc là em một người già lắm, như là một cái
cổ lũ sĩ gì đó, đứng ca hát gì đó, anh nghe cũng chưa có rõ mi lắm, nhưng mà thật ra nhìn thấy được đó là một người là thật thà. Thì anh là người miền Trung, em có ngại gì điều gì không? Dạ em không có ngại gì hết. Em có sẵn sàng về quê anh chơi để biết quê, biết nhà cửa ngoài đó không? Dạ thì nói chung là em cũng thích đi đây đi đó cho biết. Dạ. Quen nhau thì em chỉ muốn một điều duy nhất là như là cái giọng nói của mình thì dễ nghe một tí thôi. Dạ. Nãy giờ anh nói tiếng Nam không? Dạ. Đúng thì không? Đó. Anh là dạ. người tiếng Nam mà anh vào trong bếp là anh nói tiếng Bắc. Dạ. Kiểm tra lại tất cả mọi thứ, quyết định bằng chính con tim của mình. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nắm tay nào. Nhìn nó cũng hơi so le chút xíu, nhưng mà về tính tình, về tất cả mọi thứ, về công việc, về tương lai, anh thấy các bạn rất là hợp với nhau. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ sớm hiểu nhau hơn và đưa ra quyết định một cách tốt nhất, và gửi thư về chúng tôi nhé.